Em Dung Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2024, tức là ngày thứ bảy cuối tuần. Thì em Dũng cũng xin kính chúc cho toàn thể các bác có ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình, bên người thân thật hạnh phúc, thật vui vẻ và thật bình an. Và hôm nay thì em Dũng cũng xin review chi tiết cho các bác về một chiếc đầu DAC giải mã độc lập 32 bit và giải mã DSD của Marang với mã model là Marang LA6005. Và chiếc DAC Marang LA6005 này thì nó có cái chức năng là giải mã đường quang từ TV và có thêm chức năng là bắt Wi-Fi, bắt Bluetooth, đọc USB, đọc ổ cứng và rất nhiều những chức năng khác. Thì để vào phần chi tiết video ngày hôm nay thì em sẽ làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000. Thì phần quà vẫn là một chiếc DAC của Soli các trước mặt các bác đây, và một cái đèn nét nháy theo nhạc. Và đây là cái tờ tiền 5.000 mà em đã che đi. Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai, các bác cho em xin nút like video. Và thứ ba, các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác về những thiết bị giải mã đang có mặt tại shop em. Và không để các bác chờ đợi lâu thì bây giờ em sẽ review chi tiết cho các bác về chiếc DAC 32 bit này của Nhật Bản, một trong những thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Marang LA6005. Và con Marang LA6005 này thì con này máy về trong tình trạng là máy full phụ kiện các bác nhé, gồm có là một sợi dây nguồn này, một cuốn sách catalog hướng dẫn sách tiếng Nhật các bác nhé, không phải sách tiếng Việt tiếng Anh đâu ạ, này, sách toàn chữ tiếng Nhật thôi. Một chiếc điều khiển zin có mã là đúng mã là RC004NA, khiển zin đúng đời đi theo đầu. Và hai cái râu anten thì em đã bắt vào đây rồi. Đấy là những cái phụ kiện đi về chiếc Marang LA6005 này ạ. Và bây giờ thì em sẽ quay cái hình thức. Đây là cái hình thức mặt lưng của nó này. Con này thì về trong tình trạng đẹp như mới các bác nhé. Đấy, không có xước sát gì. Đấy, rất đẹp. Và đây là bên hông đây ạ. Bên hông của máy đây. Bên hông cũng rất đẹp nhé, nắp lưng không móp méo, không xước sát. Mặt mũi con này thì đẹp xuất sắc này, góc cạnh. Và con này thì em sẽ đo luôn cái kích thước cho các bác nhé. Em sẽ đo kích thước chuẩn cho các bác luôn để các bác có thể kê vào những cái kệ nhà các bác, kệ audio nhà các bác này. Con này thì có chiều ngang là chuẩn 44 này. Chiều cao là 10 cm này, cả chân nhé các bác nhé, em tính cả chân. Và chiều sâu con này thì là 31 này. Đấy, chiều sâu là 31. Đây, em sẽ quay trực tiếp cho các bác xem. Con này thì mặt mũi đẹp xuất sắc ạ. Đấy, đằng trước thì được trang bị một lỗ USB. Và đây là cái má hông bên này. Đấy, rất đẹp. Và đằng sau thông số kỹ thuật đây. Con này thì được lắp ráp tại Trung Quốc và được sản xuất vào năm 2017. Có số series là 1312 và đây là hai cái râu anten và em cũng đã bắt vào đây rồi. Con này thì nó có một đường quang giải mã từ TV và một đường quang out, một đường AV RAMni. Con này có thông số kỹ thuật là 35W, điện 100V 50/60Hz. Đây có cắm mạng LAN nữa này, có FM và AM nữa. Nhưng cái này chắc không cần nữa bởi vì là bây giờ cũng không ít người nghe cái chức năng đài radio FM. Còn cái AM này thì ở Việt Nam đã cắt sóng rồi, không các bác không nghe được AM nhé. Đấy, rất đẹp ạ. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, đẹp xuất sắc, mặt phay nhôm. Và con này thì nó là bản thân nó là một con giải mã 32 bit, có bắt Wi-Fi, có bắt Bluetooth. Thì cái chức năng Bluetooth thì nó kết nối với tất cả các thiết bị Bluetooth, còn giải mã thì qua đường quang từ TV. Còn cái phần USB ổ cứng đằng trước thì con này đọc được cả file, những file nhạc chuẩn nốt nét như là đuôi nhạc của nó, như là đuôi WAV hay đuôi FLAC. Còn những file nhạc DSD, con này đọc được cả những file nhạc DSD. Khi các bác đã kết nối Wi-Fi rồi thì các bác có thể làm phát chức năng là Apple AirPlay từ điện thoại iPhone, hoặc các bác dùng app điều khiển, hoặc là các bác sẽ search mơ những cái app nổi tiếng ở trên điện thoại như là Spotify hay là Tidal hay Qwaboot, hay là những cái app nổi tiếng. Những cái app đấy thì các bác muốn nghe nhạc chất lượng cao thì các bác phải đóng tiền phí hàng tháng. Còn khi các bác nghe trên YouTube này thì các bác sẽ không mất phí cái gì. Đấy.
rất rất nhiều cái nguồn nhạc để chơi. Đấy, thì hoặc là em bán ra em sẽ tặng cho các bác là một cái USB 64GB. Trong cái USB 64GB đó em đã có full nhạc rồi. Về các bác chỉ việc cắm các bác lấy nhạc ở trong đấy chơi thôi. Và cái nhạc bên em tặng cho các bác là cái nhạc em rip từ CD ra. Nhà em thì cái nguồn CD nó có tầm 300 đến 400 CD xịn, và cũng có cả CD gốc nữa các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem cái ruột gan các bác nhé. Vâng, thì em cũng đã mở cái nắp lưng của con Marantz A605 này ra. Thì con này thì nó sử dụng cái mạch giải mã, sử dụng một con chip CS4398 và một con chip PCM9211, đấy là hai con IC giải mã. Ngoài ra thì đây là cái bo mạch trước nguồn này, bo mạch sau nguồn này, bo mạch trước nguồn này, bo mạch giải mã này, bo mạch analog này, và đây là phần nguồn. Đấy, thì máy móc con này về trong tình trạng cực kỳ đẹp các bác nhé. Máy móc bên em về thì các bác yên tâm, zin nguyên bản 100%, không có một dấu hiệu của sửa chữa hay mông má gì cả. Này, rất đẹp ạ. Thì các bác cần có ảnh ruột gan thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Em cũng đã có ảnh ruột gan rồi, các bác cứ liên hệ qua Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác xem luôn. Đấy, rất đẹp ạ. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, sexy này, sáng loáng luôn ạ. Máy móc bên em về thì các bác yên tâm 100% là zin nguyên bản. Thì con nào mà mở mở được nắp lưng là em cũng sẽ review cho các bác luôn. Đấy, thì bây giờ em xin phép em sẽ đóng cái nắp lưng này lại và em sẽ bắt đầu em sẽ test cho các bác một bản âm thanh từ tivi nhé. Vâng, thì đằng trước máy này em đã cắm một cái USB này, còn đằng sau máy thì em chỉ cắm là dây dây AV RAMNI này, dây quang của TV vào, và hai cái râu băng ten thì em đã kết nối vào đây rồi, và dây nguồn thì em sẽ cắm 100V. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác bật nguồn, thì các bác sẽ bật nguồn lên và em sẽ test một bản âm thanh từ TV qua phần YouTube các bác nhé, qua phần giải mã optical. Nó hiển thị optical, tiếng nó hát luôn đấy. Vâng, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác kết nối Bluetooth nhé. Vâng, thì em đã kết nối chiếc điện thoại iPhone qua chức năng Bluetooth với con đầu Marantz A605 này. Và bây giờ thì em sẽ bật cái âm thanh từ YouTube nhé. Em sẽ bật lên. Em sẽ bật tiếng lên ạ. Thank you.
Thế thì hai cái chức năng là phần giải mã đường quang TV và phần bắt Bluetooth thì đã ok, và con này cái chức năng Bluetooth của nó là Bluetooth 5.0 các bác nhé. Bắt với các thiết bị phát Bluetooth cực kỳ ổn định, tiếng cực kỳ hay. Và bây giờ thì ngoài cái hai chức năng đấy ra thì con này khi các bác kết nối được Wi-Fi rồi thì các bác có thể search Jammer bằng chức năng AirPlay hoặc chức năng streaming tất cả những cái app nổi tiếng ở trên điện thoại iPhone như là app Spotify. Đây, cái app Spotify đây. Còn phần iPhone thì các bác vuốt ở trên xuống cho em và các bác sẽ chạm vào cái này. Đây, đây là cái phần phát AirPlay đây. Các bác sẽ chạm vào đây. Đấy, thì là phát AirPlay. Khi phát AirPlay thì các bác lại vào những cái phần nhạc ở YouTube này. Đây. Đấy, thì trên màn hình nó sẽ hiển thị luôn AirPlay luôn các bác này. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy là những cái chức năng chính của con đầu này. Và ngoài ra thì nó còn một cái chức năng nữa là chức năng về phần giải mã USB. Đây, đọc USB, đọc ổ cứng đây. À, rất nhiều chức năng ạ. Đấy. Và khi cắm USB vào các bác sẽ đợi nó loát một tí thôi nhé. Thì khi đã nhận USB rồi thì cái biểu tượng hình chữ nhật đây là biểu tượng của folder. Hoặc các bác sẽ dùng 5 cái phím điều hướng này lên xuống trái phải Enter để sử dụng cái USB. Còn những cái phím chức năng như là phím iPod trên USB này, Optical, Bluetooth này, tắt bật nguồn này thì cũng đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đấy thì các bác sẽ đây em dùng luôn trên trên đầu đây, kéo xuống này, đấy, nút xuống này. Đây là những cái folder, ví dụ em vào cái phần CD051 này, Enter này, và cái biểu tượng chữ thanh nhạc đây, biểu tượng bài hát các bác nhé. Đấy, sau ấn Enter tiếp. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì con này thì tất cả các chức năng của nó thì em cũng đã test cực kỳ, máy móc chạy cực kỳ ok. Máy về kèm có là sách khiển dây nguồn và hai râu anten. Còn bên em bán ra thì bên em vẫn tặng cho các bác là một USB 64GB này, một dây quang và một dây AV, và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nối một đổi một. Thì con này em bán với mức giá là 11.500.000 đồng các bác nhé. 11.500.000 đồng ạ. Thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ với số điện thoại ở góc bên trái màn hình 0966723489 các bác nhé. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.